trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, tọa lạc tại quận Bình Tân, là một trường thuộc khu vực vùng ven. Tuy nhiên, cả đội ngũ sư phạm cùng toàn thể học sinh nhà trường luôn phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao, cả trong học tập lẫn phong trào, và đến với cuộc thi Chấp cánh ước mơ năm học 2019. Bạn Ngọc Nam của chúng ta rèn luyện thể chất một cách bài bản qua các tiết học. Bạn luôn tập trung vào những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Bạn Gia Quân, một học sinh giỏi cả ba môn toán, lý, hóa. Bạn luôn nỗ lực trong học tập để sau này là một chiến sĩ công an vừa có tâm vừa có tài. Để trở thành một chiến sĩ công an giỏi thì một trong những đức tính không thể thiếu đó là siêng năng, cần cù. Bạn Thiên Kim đang tự nhủ lòng mình cần phải chăm chỉ hơn để hoàn thiện mình hơn. Sau những giờ phút học tập căng thẳng, bạn Vi Thảo của chúng ta trải mình với những câu chuyện tiểu thuyết trinh thám, những sự kiện văn hóa xã hội, an ninh trật tự. Dưới sự quan tâm hướng dẫn tận tình của các thầy trong tổ giáo dục quốc phòng thì bạn Mai Trúc cố gắng hoàn thành tất cả các kỹ năng ở bộ môn quan trọng và liên quan mật thiết đến ước mơ tương lai của mình. Từng thành viên của đội thi luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để đến gần hơn với ước mơ của mình, đó là trở thành những chiến sĩ công an bảo vệ an ninh trật tự cho nước nhà. Các chiếc máy bay mang theo ước mơ, hoài bão của từng thành viên đang được thầy cô chắp thêm đôi cánh để bay cao, bay xa, hiện thực hóa giấc mơ trở thành chiến sĩ công an. Đội thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh với phương châm cố gắng, học hỏi, vươn lên thực hiện ước mơ, chinh phục hoài bão của mình. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, bình tĩnh, tự tin, cố gắng thực hiện ước mơ.